Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cà phê Hotline thông qua số điện thoại 0901812999. Chúng tôi có nhận được phản ánh của những người dân sống tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Những người dân có chia sẻ nhiều năm nay người dân đi qua khu vực đường Đại La ở phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng sẽ thấy một căn nhà đặc biệt có 4 mặt tiền và diện tích vỏn vẹn khoảng 15m2. Đáng nói là quanh căn nhà này tập hợp hàng loạt các hàng quán lớn chiếm vỉa hè, gây mất an ninh trật tự và làm ách tắc giao thông vào giờ cao điểm. Theo tìm hiểu, vào tháng 4 năm 2018, dự án đường Vành đai 2 trục Vĩnh Tuy ngã tư Sở được khởi công, bao gồm tuyến đường bộ trên cao và mở rộng dưới thấp. Ngay sau khi giải phóng mặt bằng, các hộ dân trong ngõ bỗng dưng được ra mặt đường. Trong đó đặc biệt có căn nhà tại số 128 Đại La thuộc phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, nay trở thành 4 mặt tiền. Mặt trước căn nhà hướng ra đường Đại La, mặt trong đối diện với số nhà 21, 23 và 25 của khu tập thể 128C Đại La. Từ khi là cái vành đai 2 này nó họ làm đường nhá, thì bắt đầu nhà này nó mới làm 4 mặt tiền, đằng trước đằng sau. Nó còn trước nữa thì nó cũng làm hai tầng, nhưng mà cái mặt đấy là cái mặt đằng sau người ta ở, là nó không có ảnh hưởng đến ở đằng sau là nó là cái đường nó không phải là đường, mà nó đường chính nó phải là ra hẳn ngoài cơ, là nó chỉ thuộc về cái mặt của bên tập thể thôi. Nên khi mà làm đường, khi làm vành đai 2 thì nó chiếm luôn cả cái mặt đằng sau nữa. Theo người dân khu vực này, có hàng loạt hàng quán lấn chiếm vỉa hè để buôn bán và cũng là nơi tập kết rác gây ô nhiễm và gây mất mỹ quan đô thị. Nhiều người dân bày tỏ thắc mắc là tại sao đã 4 năm nay căn nhà này không bị giải tỏa mà vẫn đứng sừng sững giữa phố.